Vào cuối tuần qua, hơn 1.000 sinh viên đã có mặt tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh để cùng chứng kiến trận chung kết cuộc thi bóng đá tài chính 2018 do Visa và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức. Trải qua hành trình 6 năm thực hiện, cuộc thi đã tiếp cận đến hàng triệu thanh thiếu niên trên khắp cả nước và trang bị cho các bạn những kỹ năng tài chính thiết yếu nhất trong cuộc sống. Trở lại với chủ đề bóng đá tài chính, Cuộc thi năm nay đã bắt đầu khởi động từ tháng 4 tại Hà Nội và mở rộng ra 36 trường đại học tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương cũng như các tỉnh lân cận. Với hình thức mới lạ, trò chơi bóng đá tài chính được đưa ra đòi hỏi các bạn sinh viên phải nhanh tay trả lời các câu hỏi về chủ đề quản lý ngân sách trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cuộc thi đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc khi tiếp cận hơn 1.500 bạn sinh viên tham gia chuỗi sự kiện offline và gần 1.400 bài dự thi thông qua kênh online, tăng gấp 2 lần so với năm trước. Có thể nói giải đấu bóng đá online và giáo dục kiến thức tài chính là hai chủ đề hoàn toàn không có điểm tương đồng với nhau, nhưng sự kết hợp giữa hai yếu tố đã thực hiện thành công thông qua cuộc thi bóng đá tài chính năm 2018. Chúng tôi đã mang những khái niệm tài chính đến các bạn sinh viên dưới hình thức vui nhộn và hấp dẫn nhất. Không chỉ đơn giản là một sân chơi trải nghiệm, chúng tôi tin rằng cuộc thi còn chính là bước đệm cần thiết hỗ trợ trang bị cho những kiến thức tài chính cho các bạn sinh viên trong tương lai. Sự thành công của chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm nay là một minh chứng cho việc xác định đúng nhu cầu của sinh viên trong tổ chức các hoạt động rèn luyện, đào tạo kỹ năng thực hành xã hội. Giáo dục tài chính có tầm quan trọng rất lớn, giúp sinh viên có kỹ năng giải quyết các khó khăn thường gặp trong việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, lên kế hoạch, phát triển nguồn tài chính cá nhân. Các bạn sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã thành công mang về giải thưởng trị giá 39 triệu đồng, bao gồm hai vé tham dự giải vô địch bóng đá châu Á tại Thái Lan.